Bố ơi, bố nhìn nhìn xuống ở bên dưới luôn nè. Đồ xem nào. Wow. Bê nó ra được. Tăng luôn. Rồi bê nó ra, bê nó ra, bê nó ra, bê nó ra. Xin chào các bạn. Đó, lâu lắm mà anh Vin mình không có làm video ha. Dạ. Hôm nay mình có cái gì ta? Một thau một thau khủng long Hôm nay mình có đá. một thau khủng long đá. Đó, thấy không? Cái này được đồng đá rất là lâu rồi nhá. Chưa có cơ hội để mà quay phim, để trong tủ lạnh lâu lắm rồi. Mấy mấy tháng rồi này. Đúng thế, mấy tháng rồi. Đó. Ở đây mình có rất nhiều khủng long này. Chỗ này nó ấy kìa. Hả? Khủng long ba sừng này, khủng long cổ dài này. Ơi bố ơi Con này bố. chắc có cổ dài, con này là khủng long gì ta? Khủng long Ba đuôi búa. đôi bố. Con này là con gì ta? Khủng long mái À, nhà. mấy nhà. Sừng mái nhà. Bố ơi bố, chỗ này nó bọc cái gì Bây giờ mình làm sao mà mình gỡ cái này ra được ta? đổ nước vào. Bây giờ mình đổ nước vô. Lấy nước đổ vô, đổ vô, đổ vô. Ui rêu không? Rêu Đó. này. Giờ mình đổ nước vô, xong rồi để tí nữa nó tách ra xong mình gõ nó ra. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Để tí nữa nó tách ra đã. Wow, bố ơi, bố nhìn nhìn xuống ở bên dưới luôn nè. Đồ xem nào. Wow. Khủng long gì ta? Khủng long ba sừng đúng không? Đó. Nhưng mà Nhìn nó con này trong suốt này. wow, trong chưa bố, đẹp chưa bố nhỉ? Khủng long đầu búa này. Đó, thấy không? Bố đẹp quá bố nhỉ. Quá đẹp luôn. Bố nhìn được cái lúc mà chưa chưa tưới nước xuống á là chưa nhìn được khủng long ở dưới đúng không bố? Đúng. Mà tưới nước rồi nhìn khủng long ở dưới được đúng không? Đây mình có cái khủng long màu cam dưới này, tít ở dưới cùng mà vẫn thấy được này em. Nhưng mà bố ơi bố, con nói này. Ủa sao chưa tưới nước nó lại không nhìn được xuống dưới mà sao tưới nước nó lại nhìn được xuống dưới bố? Hồi nãy có mấy cái lớp bột trắng trắng đó, mình không có thấy được. Giờ mình tưới mình rửa nó đi rồi mình thấy được. Nhiều khủng long ba sừng mà. Sao chưa gọi là sao? Đấy, bắt đầu. Đấy, đấy, đấy. Đè nó xuống, đè nó xuống, đè nó xuống. Đó, ủa cái này đè luôn hả bố? Được, đè xuống hẳn luôn. Lạnh quá. Này là cái thau cao su có thể đè xuống được mà. Đó. Wow. Từng tầng luôn thấy không? Bên nó ra được. Từng tầng luôn. Rồi bên nó ra, bên nó ra, bên nó ra, bên nó ra. Wow. Ui. Ui. Đừng để nó rớt. Ui, luôn cái này. Ui, bố ơi bố. Này, nhìn này. Bố xem nào. Ui. Ô bật bật cái này ra rồi. Này cái này rồi. Đó. Bật mắt này ra. Chù quá đẹp luôn. Bật mắt cái cá. Nó chơi này quá. Đó, mình có một cái búa tự chế. Đập nó ra, đập nó ra. Ôi. Mát quá. Coi chừng nó bể luôn luôn rồi không đâu. Đập đá thôi. Đập đá thôi, đừng có đập vào khủng long. Ui. Xem nào. Này cái này wow. Là cái này làm nước đá được không bố? Ừ. Đập tiếp, đập tiếp. Để nó trên bàn được, gom lại một góc cũng được. Đập vừa thôi. Tiếp. Lật ngược nó lại, đập đi, lật ngược nó lại. Đó, đập từ dưới lên. Ôi, wow. Đập đôi đã. Wow. Tách ra rồi. Giống như đi khai quật đâu. Khủng long nó được đông đá ở trong băng ấy đúng không? Đây, cái này thì đâu nhỉ? Đây, đây là cái thau ạ. Từ từ đừng có đập vào khủng long đấy. Méo bố. Khủng long bây giờ. Wow. Quá. Ôi bố cái này mà đem đi tiếp 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 tiếp. Làm nước uống á. Nước uống gì? Ui. Wow. Wow. Này đẹp chưa? Ôi bố nhìn con này nè. Nhìn con này nè bố. Đó.
nhìn con này nè. Con này siêu kỳ luôn. Bị dính đầy đầy băng. Con này mới đẹp đây này. Con này đang ở trong cái băng đây này. À. Thấy không? Nhìn đẹp tuyệt vời chưa? Dạ. Thôi để đây đã, để tạm đây đã, gõ con khác đi, gõ con khác đi. Ủa. Mấy. Đây. Nhẹ nhẹ thôi, đó. Cái đó không cần, tí nữa nó tự chảy ra. Dạ. Đây. Đập ngược lại. Ui, bay mấy con khủng long rồi, lại đây đây. Ủa, con này đứng trên băng này. Đâu xem nào, con này con khủng long cổ dài hả? Ủa, đẹp chưa? Đó, được một em nữa này. Ui, mát ghê. Thôi để tạm đây đã, ở cạnh cái con khủng long. Ui, hai con khủng long kìa. Khủng long sừng gai này. Khủng long cổ dài này. À, con này cũng thế này. Khủng long ba sừng hả? Cái con này, cái này con này đúng là con khủng long ba sừng đuôi búa rồi nè bốn á. Gắn thêm cái búa này đúng không? À, được mấy con rồi ta? 5 con rồi. Ê, trôi mất. Trời ơi, nó trượt đi đấy hả? Con khủng long đầu búa đi. Ui, đây thôi, thôi, xem nào. Khủng long đầu búa. Ôi bố, con đứng dưới cây mát thật đi bố. Đúng. Đá nó dưới chân con dậm lên mát. Khủng long gì ta? Đấy, khủng long ba sừng. Khủng long này có cái màu này. Nhưng mà nó không có sừng. Ui. Khủng long. Ui, tí nó cái chân con tay. Tiếp, đang còn mà đây này. Được sao? Trong này chúng ta có mấy con nữa ta? Ở dưới này đá luôn đâu. Tiếp đi. Con hết rồi. Lại quá. Ui. Ê bố. Yeah. Con này mới đẹp này ha. Dạ. Đó. Ui. Con này tí hon này. Con này khủng long gì vậy ta? Khủng long bạo chúa. Con này con bạo chúa hay con raptor ấy chứ, giống con raptor hơn. Godzilla. Rồi. Ốc. Tiếp con này cũng đẹp này, thế này, con khủng long sừng riêng này, khủng long với búa này. Búa mà không có búa hả? Lại hết cái chân rồi. Dưới cái chân nó trắng nữa. Ui, được rồi. Lại thêm một em này nữa. Em này cũng đẹp. Đây. Cái đầu này. Wow. Nhìn cái đầu này. Tôi xem nào. Cái đầu chui ở trong băng này. Tí nó khai dạ. Khủng long mà đóng băng ở trong đá nó cũng như vậy thôi. Đóng băng ở Bắc Cực. À, con này. Ôi. Wow. 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 Quá đẹp luôn. Xong rồi, có mấy con ta? Bây giờ lấy nước tưới đi. Bây giờ lấy nước tưới là nó sẽ tách hết mấy cái băng này ra đây này. Đây là lấy nước tưới cái này xem nào. Dạ. Con này đẹp nhất này, tưới cho nó tan ra hết đi. Qua lại quá. Á, dạ nghe rồi, là mạnh rồi. Ui, trôi đi. Wow, tưới xong nhìn nó đẹp hẳn này, thấy không? Tưới rõ rồi. Tưới mấy cái đó con nó đi. Ok, con này này bố, ra được rồi này. Rồi, xếp hàng nó lại đi. Tưới lên trên này này. Đây đây. Tưới lên đây này. Con này con đang khởi tố. Đây mấy con này. Lấy cái đuôi cho nó. Cái búa nó. Rồi,
tay. Rồi xong rồi, mình khai quật xong rồi, giờ mình xếp hàng đi, gồm những con gì nhiều nào. Khai quật xong rất đẹp. Cái này là con mái nhà, có mấy con mái nhà ta? Dạ. Ok, hôm nay có hai con mà. Con này thì cái con này thì cũng cùng loại đây. Cùng loại này. Nhưng cái này là cái đuôi đó, thế xếp đây. Kệ nó, thì nó tự tan. Con này là con búa. Cái gì ta? Lưng màu hả? Đuôi búa. Cũng đuôi búa. Con này con biết về. Con đuôi biết về. Con này nè bố. Con này là con sừng màu. Đấy, hai con sừng màu. Đứng được hết đi ha. Bố ơi bố. Khủng long ba sừng. Yes, khủng long đầu búa. Khủng long cổ dài. Con này thì tí hon này. Xếp ở giữa đi. Đó. Tí nào hon đi. Con này cũng tí hon. Xếp ở giữa. Búa. Đó, nãy sáng nay mình đã khai quật được bằng này con. Bố tí hon nữa này. Nhưng mà bố ơi bố. Con thấy là cái con này con biết vẽ này. Với lại con này con cũng biết vẽ. Con này con cũng biết vẽ. Con này thì con chịu biết vẽ. Con này con cũng biết vẽ. Con khủng long này con cũng biết vẽ. Khủng long này con cũng biết vẽ. Khủng long này con cũng biết vẽ luôn. Ok đây. Nó vẽ dễ lắm. Đại ca. Ca đại. Đó xong. Sáng nay mình đã khai quật xong được bằng này con khủng long. Rồi video kết thúc đây nha. Chào các bạn nào. Bye bye.